Đào à? Đào! Dạ. Ra đây dì dạ việc coi. Dạ. Nhà dì cho gọi con. Nhà có thằng chùm mà. Làm công việc gì mà kêu nãy giờ không nghe? Dạ. Bộ có không nghe hay sao vậy? Chị kiếm chủ ngủ đúng không? Đúng không? Tôi biết lắm mà tôi không nói. Làm gì vậy? Làm gì mà để má tôi kêu rác của họng mới lên vậy? Ừ. Chị đang giở tay làm cá mà em. Đào nè, dì có chuyện này muốn bàn với con. Trước khi cha con mất, ổng thì cũng có buôn bán làm ăn thất bại hết lần này tới lần khác. Cho nên bao nhiêu tài sản cũng lần lượt bị cầm cố, thế chấp hết à. Đã vậy, ổng còn vay thêm một số nợ rất là lớn. Bây giờ dì không có biết xoay sở bằng cách nào hết. Dì khổ quá. Má, thương quá. Chắc má chết quá con ơi. Tội nghiệp má tôi. Má khổ quá hả má? Má khổ lắm con ơi. Dạ, mọi việc trong nhà dì cứ định đoạt. Con xin nghe theo lời của dì. Vậy hả con? Vậy thì dì tính vậy. Dì thì cũng già cả rồi. Con Lụ em con thì nó còn nhỏ dại. Còn dù sao cũng là con gái lớn trong nhà, nên con phải có trách nhiệm với em con, với cái gia đình này. Nhà này còn mấy mẫu ruộng, thiếu người không có ai làm hết. Mà bây giờ muốn mướn người thì cũng đâu có tiền để trả tiền công cho họ đâu con. Với lâu nay con đã quen làm công việc nhà rồi, vậy bây giờ con có thể kham thêm một chút việc đồng áng. Chắc con cũng đâu có thấy là phiền đúng không con? Dạ không đâu dì. Con sẽ cố gắng làm lụng để phụ giúp dì trả nợ cho cha con. Vậy thì kể từ ngày mai con phải dậy thiệt là sớm. Con làm hết mọi chuyện trong nhà, xong rồi á, con ra ngoài đồng, con trồng hoa tỉa củ đồ. Khi nào xong hết việc hoa màu á thì cũng quay về nhà, rồi cho dì sai bảo tiếp nghe con. Con thấy dì tính vậy có được không con? Dạ, con xin vâng lời dì. Đó. Thương con quá. Thôi bây giờ con đi xuống bếp con nấu cơm cho dì với em ăn đi, đói quá rồi. Con làm gì mà chậm dữ vậy không biết hả? Dạ. Thưa dì con đi. Đi đi. Khoan. Hả? Chuyện gì? Nãy giờ má tôi dặn chứ tôi chưa dặn mà. Thì giờ dặn luôn đi. Làm gì đi vội dữ vậy? Nè, nấu cơm thiệt nhanh, rồi ra ngoài giếng á, giặt đồ cho tôi nghe chưa? Chị biết rồi. Đi đi con. Dạ. Còn thấy sao? Được không? Má thiệt là mưu sâu kế hiểm. Đầy đọa kiểu đó thần tiên của chị không nổi, huống chi là con người.